trong ba cái 90 này thì Việt Nam đang tiến hành tất cả những cái hoạt động để tìm ra những cái ca nhiễm mới trong những cái nhóm nguy cơ cao, cụ thể rằng là nhóm người đồng tính và chuyển giới, thì theo cái chỉ số của Thành phố Hồ Chí Minh thì phải có ít nhất là 5% người có kết quả xét nghiệm là dương tính, phải tìm ra 5%, đưa ra những cái chỉ số phần trăm xuống cho những cái tổ chức dựa vào cộng đồng, và những cái tổ chức cộng đồng này phải thực hiện cái việc đó để tìm ra những cái đối tượng này để hoàn thành được cái mục tiêu 90-90 trong năm đến năm 2030. Và khi mà tìm ra được cái số lượng này rồi á, thì phải kết nối vào trong cái cơ sở y tế để được điều trị, và từ cái việc điều trị này để dẫn đến cái việc là phải giúp chăm sóc và ổn định lâu dài. Hiện giờ thì vai trò của các tổ chức cộng đồng đối với lại cái 90% đầu tiên là cực kỳ quan trọng, tại vì là đó là 90% những người mà tiếp cận được trong cộng đồng biết được tình trạng nhiễm HIV của mình. Để làm được điều đó thì là cơ sở y tế không thể nào ngồi chờ để các nhóm đối tượng đích người ta tự đến mà xét nghiệm, mà chính do các tổ chức cộng đồng thông qua đội ngũ nhân viên hỗ trợ cộng đồng, họ sẽ tìm kiếm xác định được những cái anh chị có nguy cơ cao trong cộng đồng và làm sao hỗ trợ chuyển gửi họ tới xét nghiệm. Không phải là cứ mại dâm, ma túy, nam đồng tính là mình cứ tiếp cận, mà mình phải chọn những thật sự anh chị nào có cái hành vi tình dục là không an toàn hay là hành vi tiêm chích không an toàn thì mình mới tiếp cận. Thì có như vậy thì mình mới thu hẹp được khoảng cách để mà đạt được cái mục tiêu 90 đầu tiên. Đối với cái 90% thứ hai đó lại là một cái cũng khá khó nữa, và vai trò của tổ chức cộng đồng cũng quan trọng nữa, là khi mà họ phát hiện ra nhiễm HIV rồi thì làm sao thuyết phục được những người này tiếp tục để mà đăng ký vào điều trị. Có rất nhiều anh chị trong thời gian mà người ta bị khủng hoảng tâm lý thì người ta lại có những cái hành động tiêu cực thì người ta sẽ không có đi đăng ký. Thì nhiệm vụ của tổ chức cộng đồng này cũng một lần nữa phải hỗ trợ làm sao để họ có thể được đăng ký điều trị. Nhưng mà khi đăng ký điều trị rồi, lại một cái bước khác nữa là không phải ai cũng lập tức được điều trị ARV, mà họ có thời gian chờ đợi. Trong thời gian chờ đợi này, cái thách thức là họ sẽ bị chán nản và họ sẽ không quay lại tái khám theo quy định của bác sĩ.